Đây là cách lấy nguyên một con ốc ra. Rồi bạn xem cái cách làm. Lớn hết là bạn luộc con ốc khoảng 3 phút. Ốc lớn bằng bàn tay của mình. Bạn mỗi nhà lắc dùm vô với một lon bia. Dùm với bia chủ yếu là để cho nó tẩy cái mùi hôi tanh của biển. Cho 3 phút là không có chín lắm là để cho nó dễ lấy. Rồi bạn sẽ cứ lấy cái nhẹ. Lấy cái nhẹ, ghim vô. Rồi xoay theo chiều sóng ốc. Đấy, bạn có lấy hết cho một cách rất là nhanh. Cảm ơn bạn đã xem video này. Đây là rồi. Giờ ốc rất là sạch, giờ ốc bạn có thể dùng vào cái việc thủ công mỹ nghệ, bạn đánh bóng để trang trí hoặc là để vô một cả như thế nào là tùy thích của bạn. Bạn dùng nhiều vỏ lẫn nguyên cái ruột. Cái phần ruột này bạn rửa sạch lại, bạn có thể làm barbecue nướng như mỡ hành hoặc là sả tế hoặc là nấu ăn lẩu nhân dân, cắt mỏng ra tùy theo ý của mọi người. Cảm ơn bạn xem video này. Đây là ông Trương Đức Hồng ở Calgary, Canada, người biểu diễn thực hiện chương trình này.